Xin chào anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách nạp ga 410A đúng cách, đạp hiệu quả, làm lạnh sau. Hôm nay bên mình đi thay cái block điều hòa inverter Airy. Sau khi thay xong thì mình đã tiến hành nạp ga theo đúng định lượng. Đó. Áp suất chạy rất là chính xác sau khi nạp ga đúng. Dòng chuẩn. Lốc của nó mình mới thay ra đó. Để nạp ga một cách chính xác nhất á, thì các bạn phải xem số liệu của nó. Đây, 410A. Theo định lượng của nó là 430g. 430g. Thì các bạn nạp ga 410 thì các bạn nhớ úp bình lật ngược xuống. Đó. Sau khi hút chân không khí thiệt kỹ thì các bạn tiến hành để bình như mình. Sau đó xem cân độ chia nhỏ nhất là bao nhiêu. Cái cân của mình á, độ chia, giá trị độ chia nhỏ nhất á, là 50g. Thì cứ thế chúng ta chia vạch ra. Đó, nhìn cho khi nào mà ga nó vào á, mà đúng 430g thì chúng ta dừng. Đó, cái này là mình đã cho vô ga rồi, vô chính xác rồi. Mình vô y như khối lượng, như mình không cần nhìn áp suất đồng hồ chứ. Lưu ý là ga úp ngược nha, 410 là ga úp ngược xuống. Nạp đúng định lượng, áp suất chạy rất là chính xác. Rồi 410A dùng làm việc chứ. Lưu ý với các bạn là chúng ta phải hút chân không tầm 15 phút nha, 15 đến 20 phút. Thì khi đó thì nó mới sạch sẽ được. Đó. Con Airy này là dàn nhôm bị xì. Xì để lau quá kéo nó hơi block luôn. Hôm nay mình tiến hành thay dàn, thay block luôn. Tiến hành nạp ra lại. Đó, nạp ra đúng cách là nhìn thấy như thế này. Đây là những kinh nghiệm thực tế của mình, mình chia sẻ cho anh em. Nếu anh em thấy ý nghĩa và hay, hãy đăng ký kênh để mình có động lực ra những video tiếp theo. Dòng rất là chuẩn luôn, áp suất rất chuẩn. Đường hờ và đường đẩy động xương rất tốt. Nước cũng chảy rồi đó. Mới chạy mà nước chảy rồi. Các bạn cứ làm theo mình đi, đảm bảo chính xác độ lạnh sau.
Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ comment, mình sẽ trả lời nhiệt tình. Cảm ơn các bạn.